Mày muốn gì? Ê, bộ ở đây muốn đánh nhau nữa hả? Mày đừng ý á, thân với cô á, muốn làm gì làm. Tao đây không có được vui, đừng chọc điên tao. Có phát gây sữa làm sao? Ôi trời trời trời, mọi người đánh nhau mọi người. Ôi cô Tâm này, cô Tâm. Quên mất, giao án của mình. 8, 9, 10, 11, 12. Hãy trèo tường là thục dầu 50 cái, đó là quy định. 16, 17, 18. Thôi ơi. Ủa, em chào thầy. Ờ, chào em. Trời, mới sáng sớm chi gánh nước rồi hả? Giận. Dạ. Có thích gánh phụ không? Trời ơi. Sáng rồi thấy một hot boy chạy một chiếc Honda phân khối lớn, chạy ngang trường. Đừng có nói với tôi đó là em nha. Không phải đâu thầy ơi, để em đi xe đạp. Mỗi chân muốn chết luôn thầy. Vậy hả, tội nghiệp không? Mặc dù là đổ nón bảo hiểm nhưng mà tôi dòm cái tướng sau lưng thì đúng là người đó là em. Trời, nhầm rồi thầy ơi, không phải em đâu. Không phải em hả? Dạ. Mắt tôi là mắt cứu vợ, tôi điểm người nào là chính xác người đó. Không có nói nhiều, thục dầu. Tự nhiên thầy bắt em thục dầu, thầy em có làm gì sai đâu thầy. Đừng có cãi với tôi. Tôi ca hết bản nhạc mới được ngưng. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Dạ, em chào cô, thầy để... Ờ, chào cô Mẫn, em làm gì sai mà thục dầu vậy hả? Em bị oan hả? Sao? Oan hả? Ý cô nói là tôi là phó hiệu trưởng mà giờ tôi đổ oan cho học trò của tôi hả? Dạ. Như rồi. Thầy ơi, như nãy là dư luôn rồi đó thầy. Ủa, tôi nhớ hình như tôi đâu có đếm đâu. Thầy giọng tính hả thầy? Làm lại từ đầu. Thầy, còn em đâu có. Tiếp tục. Ta ngồi đến bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi. Ta yêu em như đông tàn ngày tận, yêu em như vùng trời mênh mông. Xong chưa em? Dạ xong rồi chị. Vậy đi nha. Ừ rồi. Mẹ ơi, bác con hai đi nha. Ừ, bác hai đi rồi thì bà pha sữa con uống nha. Mẹ ơi. Ơi. Cái áo của mẹ là cái kiểu nó như vậy hay là mẹ bận lộn vậy mẹ? Đâu có, mẹ đâu có mặc áo gái đâu, áo sơ mi mà. Dạ không, ý con hỏi là cái kiểu nó là dạt trên dạt dưới hay là mẹ đang gài nút lộn? Trời ơi, tao nói hồi nãy đang mặc cái áo rừng của bo nó khóc đó. Vậy hả? Trời ơi, cho nên đó mẹ. Không sao, không sao, không sao. Ừ, để mẹ làm lại. Con phụ mẹ cho. Bà già lú lẫn. Đừng cười bác ha. Dạ, có gì đâu bác. Ừ, tại của bo nè. Tại của bo đó. Bác hai đi nha. Ơi, không phải cái sữa này của con sữa khác. Ồ, trời ơi. Đi em. Con đi hội thảo nha mẹ. Ừ, không phải sữa của con. Đúng là con dâu trời đánh khó tôi rồi. Ví dụ mới thấy mình mặc vậy thì nó tế gì, nó kêu mình ra một chỗ nói đi. Có mặc cái cô y tá đi mà nó làm cho mình quê thiệt. Tất cả là tại con đó. Con làm cho bà quê đó. Biết không? Cha mày. Nói vậy mà cũng cười. Cha mày. Mà tại mày đây nè. Mà bà quê đây nè. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Các câu thơ tiếp theo, cô xin mời bạn Mẫn đọc cho cả lớp với cô cùng nghe nha. Mẫn. Mẫn, cô đọc tới đâu rồi? Em đọc tiếp cho cô nha. Đây này này. Dạ. Vợ con là những tiếng đàn bọt nước, Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt, li la li la li la la la. Ô cô, sao các bạn cười em ý rồi cô? Cô đang đọc bài thơ Việt Bắc mà em đọc qua đàn guitar của Loka. Ai mà mắc cười? Thôi mà các em, mặc dù Mẫn đọc sai bài nhưng mà giọng đọc của Mẫn lúc mà đọc Lila Lila rất là truyền cảm đúng không? Cho Mẫn một tràng pháo tay nha. Nhưng mà lần sau Mẫn không được ngủ gục trong lúc học, biết chưa? Dạ em biết rồi. Cô tha cho em lần này thôi đó. Dạ.
Không tin luôn á, nó ngu gật trong lớp cô không la, trong khi đó nó đọc lộn bài, tại vậy nó còn giọng như dịch đẹp, thấy ghê mà cô không la nó phi lý được chứ. Mày không biết hả, hai người đó thân với nhau. Hèn chi, đó là cái lý do mà cô thiên vị với nó như vậy. Chứ còn gì nữa, trời, dễ sợ được chứ. Kem ơi, về nhà học thuộc cho cô bài thơ này nha. Như vậy là tiết học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Nhớ học thuộc bài cho cô nghe chưa. Bây giờ thì hẹn gặp lại Kem ở tiết sau nha. Học sinh nghiêm. Mày muốn gì? Ê, bộ bữa nay muốn đánh nhau nữa hả? Mày đừng ý á, thân với cô á, muốn làm gì làm. Tao đang không có được vui, đừng chọc điên tao. Có phát gây sự rồi sao? Trời ơi, đánh nhau mọi người ơi! Cô chậm lại, đánh, cô chậm lại. Nhưng nó mới là người đánh em trước đó cô. Không nói nhiều nữa. Vũ, đi vào phòng giáo viên với cô. Chứ lúc nào cô bên dọc cho anh Mẫn vậy? Rõ ràng Mẫn cũng lên trước mà. Lúc nào cô liên dị anh Mẫn hết trơn á. Nói cái gì vậy Vũ? Ủa, em nói đúng hả? Lúc nào anh sai, anh đúng gì á, cô cũng nói anh sai sai. Anh Mẫn đúng hết trơn á. Nè nè, cái thằng đang vũ du đảng kìa. Mày đang nói chuyện với cô giáo đó nghe chưa? Còn cái thằng này nữa, học lọt suốt ngày đi quýnh lộn quýnh lão. Ở nhà mày quýnh tao chưa đủ hả? Vô đây mày quýnh bạn quýnh bè. Mày giết tôi luôn đi. Thôi mà, cô nói cái em biết. Kể cả Vũ nữa, cô chưa bao giờ thiên vị bất cứ ai. Vậy cô cũng không có lý do để thiên vị ai hết. Em hiểu chưa? Từ đó đến giờ á, em toàn là thấy cô bên chồng thằng Mẫn đâu mà. Có khi nào cô bên chồng với em đâu. Cô nhìn ra chứ bạn cô mà nó còn cười nữa. Rõ ràng á, cô lên bên, cô lên thiên vị đang bẩn mà. Phải rồi, coi cô kìa, thiên vị đang mặt luôn á.